dẫn sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị trong ly cà phê sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 1 tháng 12, ngày đầu tiên của tháng, cũng chính là ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS, World AIDS Day. Đây là một ngày lễ quốc tế được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của con người về nạn dịch AIDS do lây nhiễm HIV, cũng như là để tưởng nhớ những nạn nhân đã qua đời vì đại dịch HIV-AIDS. Vâng, anh Hoàng Quân có biết không ạ, mỗi năm thì có khoảng hơn 1 triệu người mắc phải cái căn bệnh thế kỷ mang tên là HIV như thế này. Lý do và căn nguyên của căn bệnh này thì có thể tới từ việc là quan hệ tình dục không an toàn này, hay là sử dụng ma túy. Và bên cạnh đó thì anh biết không, có rất nhiều người khi mà mới sinh ra họ cũng đã mang căn bệnh này rồi, hoặc là bị nhiễm khi truyền máu. Chính bởi lý do đó mà có nhiều thanh niên, thiếu niên khi mà cùng mắc phải căn bệnh này thì họ cảm thấy vô cùng tự ti, xấu hổ và luôn luôn trong cảm giác là bị đe dọa. Và họ sẽ cần rất nhiều những người bạn tốt, những người họ có thể tin tưởng được, từ gia đình, từ xã hội, từ những người xung quanh, để có thể giúp cho họ cảm thấy đủ tự tin để vượt qua những mặc cảm đó trong cuộc sống. Vâng, và câu chuyện Billy Cafe ngày hôm nay mà chúng muốn chia sẻ cũng sẽ là những chia sẻ, những tâm sự của một người có HIV. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị, hàng năm chúng ta vẫn đón nhận rất nhiều những con số về tình trạng gia tăng của những người bị nhiễm HIV với rất nhiều nguyên nhân, mại dâm, nghiện hút, phơi nhiễm từ nhiều những câu chuyện khác, và thậm chí có những câu chuyện đau buồn khi vợ và con bị lây nhiễm từ chồng và ngược lại. Ngày hôm nay là ngày phòng chống HIV và chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị nhiều hơn về câu chuyện này. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, và đặc biệt là một nhân vật có lẽ sẽ có rất nhiều điều để chia sẻ cùng với chúng ta. Chị Nguyễn Thị Thành là chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Sim Tím. Chị có thể kể lại cho tất cả mọi người được biết cái khoảnh khắc nào chị biết tin là mình bị nhiễm HIV và vì sao lại bị như vậy? Vào tháng 11 năm 2001, lúc đấy là mình mới lập gia đình mấy tháng, thì cứ về thì chồng cứ ốm, sốt với lại đi ngoài. Khi đưa đến bệnh viện thì khám buổi sáng, buổi chiều được bác sĩ sự phòng chống HIV/AIDS ở Cẩm Khê gọi lên nói là chồng bị nhiễm HIV. Cháu có xét nghiệm để xem có bị hay không. Thì lúc đầu tiên thì cũng sốc lắm, bảo là thôi đằng nào cũng chết, không cần xét nghiệm đâu, chắc là bị rồi. Thế nhưng mà vài hôm sau chồng đi ra viện về thì có chú Hạnh ở trạm y tế xã vào đưa đi xuống huyện xét nghiệm, thì cũng biết mình bị HIV cùng thời điểm chồng đang ốm ấy. Cái cảm xúc lúc đấy của chị thế nào? Không tả được nữa. Như là xuống địa ngục rồi. Chắc là lúc đấy chị nghĩ là hôm nay thôi chứ không có ngày mai. Nhưng xong rồi nhờ, cơ bản lúc đấy chỉ có bố mẹ động viên, với lại nghĩ đến bố mẹ khổ vì mình rồi thì cố gắng sống. Thành đây đối với tôi là một người phụ nữ rất là anh hùng. Tôi quan tâm đến Thành mười mấy năm nay rồi. Chúng tôi chứ không phải riêng cá nhân tôi còn xây nhà cho Thành khi mà em bị lây nhiễm HIV từ chồng. Thậm chí chứng kiến con trai của Thành chết khi còn rất là nhỏ. Đấy, chồng Thành chết, rồi nhà có 9 người HIV. Cái thời điểm năm 2001 tôi viết bài báo đầu tiên về Thành và được giải báo chí của Trung ương, thì tôi rất là ngạc nhiên là cô ấy dám nói rằng ở cái làng này thì ai cũng biết em là cái Thành bị nhiễm HIV rồi, nhưng ở ngoài cái làng này thì chưa ai biết mặt em, và người ta cũng biết thêm em bị HIV thì cũng không làm sao cả. Và cô ấy đã kiên cường đến bây giờ. Trước khi lấy chồng là chị không hề biết về không. Bệnh của anh ấy không ạ? Tức là anh ấy bị HIV trước khi lấy chị. Chị có tìm hiểu nguyên nhân không? Anh ấy là một sinh viên trường đại học. Thế sau khi mà anh ấy học có va chạm đánh nhau ở trường, bị đuổi, thì anh ấy không về nhà mà anh trốn ra Quảng Ninh. Thì khi ra Quảng Ninh thì chắc là chơi bời, hút chích gì ở ngoài đấy. Vâng, thưa quý vị, như vậy vừa rồi chúng ta cũng đã được lắng nghe câu chuyện thật và gặp gỡ nạn nhân của HIV. Họ đã vượt qua số phận như thế nào? Họ đã phải trải qua những điều gì và họ đã mạnh mẽ ra sao để có thể làm lại cuộc đời? Tất cả sẽ có trong phần 2 của chuyện Billy Cafe.
ở phần đầu tiên của câu chuyện này thì chúng ta mới chỉ gặp gỡ cũng như là được tiếp xúc và tìm hiểu nguyên nhân của một trong những cái khách mời ngày hôm nay khi mà họ chia sẻ về câu chuyện của họ. Ở phần tiếp theo thì chúng ta giống như là biên tập viên Hồng Nhung cũng đã chia sẻ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện này và chắc chắn cũng sẽ là một câu chuyện khiến cho nhiều người phải suy nghĩ về cái nhìn cũng như là về quan điểm của chúng ta về những người có hát. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ở phần tiếp theo của chương trình. Vâng, còn bây giờ thì sẽ là những hương vị tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ở trong Đi Cà Phê sáng nay. Thứ sáu, thời điểm mà cận kề đến dịp cuối tuần, có lẽ cũng là một thời gian vô cùng hợp lý để chúng ta suy nghĩ xem cuối tuần này chúng ta sẽ có những dự định gì. Và một trong những thú vui của khá nhiều người trong dịp cuối tuần đó chính là ra rạp xem những bộ phim. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi rất mong muốn gửi đến quý vị những thông tin điện ảnh cập nhật qua Ghiền Cine ngay sau đây. Ghiền Cine lại trở lại vào thứ sáu mỗi tuần. Và như thường lệ thì nút tua nhanh sẽ là công cụ giúp chúng ta điểm qua những cái tên xuất sắc tuần vừa qua trên nhiều bảng xếp hạng. I know I'm not supposed to love music. No music. No music. Coco, bộ phim hoạt hình được đánh giá là xuất sắc nhất Pixar đã không làm phụ lòng người hâm mộ với 50 triệu đô la Mỹ doanh thu trong tuần đầu công chiếu và 9 điểm IMDb. Câu chuyện của phim thì rất là khác với những phim hoạt hình khác. Sau khi xem xong bé nói ba, phim quá cảm động. Thực sự là đã lâu lắm rồi mình cứ nghĩ rằng đi xem một bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi thì nó phải có, nó nhí nhảnh, nó vui tươi, nó hồn nhiên. Thì trong bộ phim Coco này nó hội tụ rất nhiều yếu tố. Mới đây, Ủy ban phê bình phim Mỹ công bố top 10 phim hay nhất năm 2017. Trong đó đứng đầu bảng là bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg, The Post đã giành vị trí thứ nhất. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong cuộc chạy đua giải thưởng cho bộ phim. The Post dựa trên một câu chuyện có thật khi các nhà báo của tờ Washington Post và The New York Times phơi bày những tài liệu bí mật của chính phủ Mỹ liên quan đến cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Với sự góp mặt của dàn diễn viên từng đoạt giải Oscar như Tom Hanks, Meryl Streep, The Post đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dư luận và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của nhà phê bình lẫn người hâm mộ. Đó là kết quả cuộc đua trong tuần qua. Còn tuần này chúng ta có gì? Bom tấn hạng A Star Wars, chiến tranh giữa những vì sao đã tới với Việt Nam. Hai diễn viên gốc Việt tham gia vào thương hiệu Star Wars trong phần 8 là Ngô Thanh Vân và Kelly Mary Chen đã có buổi ra mắt với báo chí và người hâm mộ Việt Nam, chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim. Chắc chắn rồi, đây là một vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Vậy khi mà cả Vân và Kelly được chọn tham gia vào cái phim này thì cả hai đều cảm thấy rất là áp lực. Bởi vì cái cơ hội dành cho người châu Á để có mặt trong một cái bộ phim Hollywood là rất bé. Chứ đừng có nói đến là người Việt Nam. Something truly special. Việt Nam, I don't think that we have. Cà Phê Sáng cũng đã có buổi phỏng vấn riêng để tìm hiểu nhiều hơn về vai trò của hai diễn viên Việt Nam trong thương hiệu nổi tiếng thế giới này. Chi tiết sẽ được cập nhật trong Ghiền Cine những tuần tiếp theo nhé. Mà Vân nghĩ Disney muốn tập trung lần này. Má lại sai nữa rồi. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, chúng ta có một sản phẩm Việt khác sẽ ra rạp bắt đầu từ ngày hôm nay và đang rất được khán giả mong chờ mang tên Mẹ Chồng. Má muốn tôi phải tàn độc hơn nữa. Suốt năm qua, khán giả Việt đã cảm nhận được sức nóng của đề tài Mẹ Chồng, Nàng Dâu trên màn ảnh nhỏ trong Sống Chung Với Mẹ Chồng. Nay, Lý Minh Thắng tiếp tục lấy chủ đề này và khai thác dưới bối cảnh phong kiến, mang màu sắc đấu đá gia tộc, đặc biệt và độc đáo hơn. Đây cũng là tác phẩm đưa Thanh Hằng quay lại với điện ảnh sau 2 năm vắng bóng. Một khi dì Hai Lệnh còn sống, thì con đàn bà như ngươi đừng mong trở thành chủ của cái quỳnh gia này. Đã 2 năm rồi thì Hằng mới có một cái quyết định quay trở lại với phim ảnh, một cái thử thách đối với Hằng. Khi mà Hằng đọc kịch bản thì Hằng thấy nó cũng khó đó. Những sự trải nghiệm mà Hằng chưa bao giờ có ở cái đời thật của mình. Hằng nghĩ rằng là với cái vai ba chân từ nàng dâu cho thành mẹ chồng sẽ là một cái gì đó nó khác biệt và sẽ thu hút mọi người rất là nhiều, có một cái cách nhìn mới và thấy một cái Thanh Hằng ở một cái góc độ là phụ nữ hơn, trưởng thành hơn. Mà tôi xin mà đừng bắt tôi phải rời xa mà. Mọi người cứ nói là cái bộ phim này Donnie đóng giày cho Hằng, tại vì nhìn ở ngoài sắc sảo quyền lực quá, nhưng mà rõ ràng Hằng có những cái lo lắng và hồi hộp của riêng mình. Hằng chưa bao giờ cảm giác là cái sự đau khổ nó tới tột cùng mà tất cả những gì ruột gan cho con người mình nó có thể đứt đoạn. Đó là lần đầu tiên khi mà Hằng cảm giác như vậy khi mà Hằng quay nhân vật ba chân ở những cái phân đoạn trong phim. Cảm xúc rất là thật, cho nên khi quay xong mình lả người đi. Có phải nhà họ Huỳnh chỉ cần cháu, không cần con dâu? Thắng chưa bao giờ đặt ra cho mình một cái tiêu chí là phải có một cái thông điệp gì đó to lớn hay là một cái tuyên ngôn gì đó. Mẹ chồng, mình chọn bối cảnh xưa,
để mình nhắc về một cái nền tảng, một cái ý thức hệ phong kiến về cái mối quan hệ của mẹ chồng và nàng dâu. Và mình muốn mong muốn làm sao khi mà khán giả coi hiểu được xuất phát điểm của mối quan hệ đó như thế nào. Rất nhiều những gợi ý, những sự lựa chọn đã được Ghiền Cine gửi đến quý vị. Và trong tuần qua thì Hoàng Quân cũng đã được đi xem bộ phim hoạt hình có tên gọi là Coco. Và quả thật thưa quý vị, đây là một bộ phim mà Hoàng Quân xứng đáng dành cho điểm 10. Bởi vì sao? Vì nó kết hợp đầy đủ giữa các yếu tố hài hước, vui vẻ dành cho thiếu nhi, và ở đâu đó cũng sẽ là những sự xúc động của tình cảm gia đình. Và đây là một bộ phim mà cuốn hút quý vị từ đầu đến cuối và rất nên đi xem trong cuối tuần này, đặc biệt là các gia đình. Nhưng mà có một điều lưu ý thế này ạ, đó là Pixar, hãng là sản xuất bộ phim này, thì vốn có thói quen là họ sản xuất những cái bộ phim ngắn trước khi mà chúng ta đến với bộ phim chính ạ. Vâng. Nhưng mà lần này thì bộ phim ngắn của họ, một cái trích đoạn của Elsa thì lại hơi dài một chút, đến gần nửa tiếng lận. Nên là quý vị nếu như mà lúc đầu chúng ta xem mà lại thấy là nhầm phim chẳng hạn thì cũng đừng sốt ruột, hay là đừng vì thế mà hỏi lo lắng là mình bị nhầm bộ phim mà mình sẽ bị đang xem ạ. Vâng ạ, kinh nghiệm chia sẻ từ một người rất hay đến với các phòng và chiếu phim đúng không ạ, đã chia sẻ tới quý vị cũng là một lựa chọn của chúng ta trong dịp cuối tuần này. Còn thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 1 tháng 12 cũng là ngày có rất nhiều các thông tư cũng như những quy định mới bắt đầu chính thức đi vào hiệu lực, cũng là ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất của Việt Nam từ trước tới nay nữa, thì chúng ta cũng hãy cùng nhau cập nhật những thông tin này ngay bây giờ, được chúng tôi gửi tới cho cụm tin vắn. Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, 1 tháng 12, ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất năm Online Friday 2017 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và kéo dài đến hết ngày 3 tháng 12. Năm nay Online Friday mang tới nhiều đổi mới từ hình thức lẫn nội dung. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, được tải ứng dụng Online Friday, sau đó dùng mã quét QR của các sản phẩm để mua sắm. Đây là năm đầu tiên ban tổ chức công bố chương trình khuyến mãi đảm bảo với các sản phẩm đạt 3 tiêu chí: sản phẩm chính hãng, giảm giá thực và miễn phí chuyển phát. 5.000 sản phẩm đảm bảo được bán trong sự kiện Online Friday 2017, trong đó có rất nhiều sản phẩm giảm giá sốc. iPhone X chính hãng từ 31,99 triệu đồng xuống còn chưa đầy 5 triệu đồng và nhiều sản phẩm giá 0 đồng. Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday là một trong những sự kiện thương mại điện tử lớn nhất năm được tổ chức thường niên do Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì nhằm tạo thói quen mua sắm trực tuyến và khuyến khích các hoạt động mua sắm uy tín, tiện lợi, đồng thời thúc đẩy mạng thanh toán không sử dụng tiền mặt tại Việt Nam. Giá điện chính thức tăng lên 1.720 đồng 1 kWh, đó là công bố chính thức của Bộ Công Thương được đưa ra vào cuối giờ chiều ngày hôm qua 30 tháng 11. Theo đó, mức giá mới được điều chỉnh là 1.720,65 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành là 1.622 đồng 1 kWh, thời điểm áp dụng điều chỉnh giá mới từ hôm nay 1 tháng 12 năm 2017. Bắt đầu từ ngày hôm nay, giá trông giữ xe tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng. Cụ thể, xe máy trong 4 giờ đầu 6.000 đồng mỗi lượt, 4 giờ tiếp theo là 1.000 đồng. Như vậy, giá giữ xe máy không chỉ tăng so với mức giá cũ mà thời gian tính cũng rút ngắn hơn. Với ô tô từ 4 đến 8 chỗ trong 90 phút đầu là 20.000 đồng, mỗi giờ tiếp theo tính thêm 5.000 đồng. Ô tô từ 9 đến 25 chỗ là 40.000 đồng trong 90 phút đầu, sau đó mỗi giờ tính thêm 15.000 đồng. Vừa đề xuất tăng gấp 3 lần mức phí thuê lòng đường, hè phố. Theo đó, phí thuê các diện tích này để trông giữ xe ô tô tại khu vực lõi đô thị gồm 12 tuyến tại quận Hoàn Kiếm sẽ tăng từ 80.000 đồng lên 240.000 đồng trên 1m2 mỗi tháng. Đề xuất này đang gây nhiều ý kiến trái chiều từ phía người dân và các chuyên gia quy hoạch giao thông. Trong đó có sự lo lắng là giá trông giữ xe sẽ tăng vọt và khó kiểm soát. Đề xuất tăng phí sử dụng lòng đường vỉa hè sẽ được trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố diễn ra vào tháng 12. Nếu được thông qua thì sẽ áp dụng vào đầu năm 2018. Mời quý vị đến với những thông tin tiếp theo của chương trình Cà phê sáng với VTV3. Những bệnh nhân mắc bệnh AIDS phải làm gì để sống không tiêu cực? Lúc phát hiện ra bệnh là chị đã có em bé rồi. Chị có đưa con mình đi xét nghiệm ngay thời điểm đó không? Có. Và kết quả cũng là dương tính. Dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 1 tháng 12, Điện Biên Phủ không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Thanh Hóa có lúc có mưa, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ.
Nha Trang có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 cho đến 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Cà Mau có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 cho đến 31 độ. Vâng thưa quý vị, tháng 12 hàng năm thì được Việt Nam lựa chọn là tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Và chủ đề của tháng hành động năm nay đó là xét nghiệm HIV sớm, hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. Để giải thích rõ hơn cho cái ý 90-90-90 mà anh Hoàng Quân vừa nhắc tới, thì Mai Trang xin được cung cấp thêm thông tin như thế này ạ. Đó là mục tiêu của chúng ta, 90% người nhiễm HIV sẽ biết được tình trạng nhiễm bệnh của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV sẽ được điều trị và 90% người nhiễm HIV kiểm soát được số lượng virus ở mức độ thấp. Đây chính là mục tiêu mà chúng ta sẽ hướng tới cho tới năm 2020 và cũng sẽ được cung cấp thêm thông tin cho quý vị khán giả là như vậy. Vâng, và có rất nhiều những hoạt động được diễn ra ở trong tháng hành động này, đặc biệt là trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 12, ngày mở màn cho chiến dịch. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ được kết nối với biên tập viên Thi Nga và sẽ xem là chị sẽ đưa chúng ta đến hoạt động nào. Xin mời chị. Trường quay của Cà Phê Sáng, tôi đang có mặt tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong khu vực ký túc xá. Và đây là một màn biểu diễn flash mob rất là sôi động của câu lạc bộ tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS của Trường Kinh tế Quốc dân. Và ngay cạnh tôi lúc này là một trong những cái bạn đang rất là hoạt động sôi nổi. Em có thể giới thiệu tên cho khán giả của Cà Phê Sáng. Em tên là Nguyễn Đức Thuận ạ, và em là chủ nhiệm của câu lạc bộ sinh viên tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS ạ. Bắt đầu từ đâu mà em có được cái ý tưởng của cái chương trình như thế này? Thực ra đây là năm thứ 19 mà câu lạc bộ em là tổ chức cái chương trình chuỗi ngày thế giới hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12 ạ, với rất nhiều những cái hoạt động bổ ích ạ, như hoạt động đạp xe cổ động, phát bao cao su, tài liệu chuyên môn và đặc biệt là hoạt động chính trên phố đi bộ ạ. Trên phố đi bộ thì ngay gần đây em đã có những hoạt động gì không? Trên phố đi bộ gần đây thì bọn em cũng có những hoạt động, đó là phát bao cao su với mục đích là tuyên truyền về việc là an toàn tình dục và đặc biệt là giảm sự kỳ thị đối với cộng đồng người có HIV ạ, và để từ đó có thể thu hẹp lại khoảng cách giữa mọi người với nhau ạ. Chắc hẳn là quý vị khán giả đang rất là tò mò thì những cái hoạt động văn nghệ như thế này thì có thể kết nối như thế nào và nhận được sự hưởng ứng thế nào đối với các khán giả? Tất cả những hoạt động của chúng em thì được hưởng ứng rất là lớn ạ, và đặc biệt là từ cộng đồng các bạn giới trẻ Việt Nam cũng như là các bạn ở nước ngoài ạ. Với những cái thông điệp mà ý nghĩa như thế thì em tin rằng là tất cả những kiến thức cũng như là những cái mong muốn và những cái truyền đạt ngày hôm nay của bọn em thì sẽ được tất cả mọi người đón nhận ạ, và mọi người ủng hộ ạ. Cảm ơn em. Kính thưa quý vị khán giả, và với những hoạt động văn nghệ như thế này thì ngoài ra câu lạc bộ còn có rất là nhiều hoạt động khác mang tính đây, thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đây là những hoạt động về tuyên truyền của các câu lạc bộ này. Chào em có thể giới thiệu tên với khán giả của Cà Phê Sáng. Chào mọi người, em tên là Kim Chi ạ. Chị có thể cho biết rằng là đây là những cái giấy gì và em đang truyền tải cái thông điệp gì đối với tất cả mọi người đón nhận không? Dạ, thưa chị, là đây là tờ hướng dẫn ban chuyên môn của câu lạc bộ em ạ. Em có gặp được những cái khó khăn như thế nào trong cái quá trình mà em chuyển phát những cái tài liệu cũng như là bao cao su cho những cái người khác hay không? Dạ, những khó khăn bọn em gặp phải là kiểu là đấy chính là sự ngại ngùng của mọi người. Mọi người vẫn còn khá là ngại ngùng để tiếp nhận những tờ đơn này ạ. Mong rằng là cái hoạt động của em sẽ tiếp diễn và sẽ nhận được đón nhận nhiều hơn của nhiều người. Kính thưa quý vị khán giả, trong một năm thì theo con số nghiên cứu rằng là Việt Nam có đến hơn 10.000 người sẽ nhiễm HIV mới và chỉ có một nửa trong số đấy là được quản lý, và vì tâm lý ngại ngần nên mọi người vẫn chưa dám đi xét nghiệm cho dù đã được hỗ trợ rất là nhiều từ xã hội. Thế nên năm nay thì Bộ Y tế đã chọn với chủ đề thông điệp là xét nghiệm HIV sớm, hướng tới con số 90-90-90 vào năm 2020. Vâng thưa quý vị, 90 đấy là 90% những người nhiễm HIV biết mình nhiễm bệnh, và 90% những người biết mình nhiễm bệnh được xét nghiệm sớm và điều trị sớm, và 90% những người điều trị sớm sẽ có kết quả và làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho người khác. Và với những hoạt động như thế này thì sẽ nhằm góp phần lan tỏa thông điệp tình dục an toàn, dùng bao cao su và để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho toàn xã hội.
Xin trở lại với trường quay. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thi Nga với những hoạt động của giới trẻ, và thực sự là khiến cho chúng ta cũng cảm thấy an tâm khi mà đã có rất nhiều những bạn trẻ ngày hôm nay đã ý thức được và đã tham gia những hoạt động xã hội, những hoạt động mang ý nghĩa như vậy. Và chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là thế hệ trẻ ngày hôm nay cũng sẽ ý thức được càng sớm càng tốt, và chúng ta cũng sẽ cùng chung tay để có những hoạt động ý nghĩa như vậy. Ở phần trước thì chúng ta có nhắc tới việc là những người có hát thì họ thực sự cần những người bạn tốt cùng đồng hành và chia sẻ với sự mặc cảm của họ. Và tôi thấy rằng là tất cả những cái bạn trẻ ngày hôm nay khi chúng ta vừa thấy, đúng không ạ? Và tất cả những người đang cùng chung tay làm việc đó chính là những người bạn thật là đáng tin cậy. Nếu như chúng ta có bất kỳ một vấn đề gì thì đều có thể cùng chia sẻ với họ. Và bên cạnh đó thì cũng thêm một thông tin nữa nha thưa quý vị. Cùng hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS thì Bộ Y tế đã phối hợp với quỹ USAIDS để triển khai chiến dịch xét nghiệm HIV miễn phí tại cộng đồng. Những người đến xét nghiệm sẽ được bảo mật thông tin một cách tuyệt đối, và chỉ 15 phút sau khi lấy mẫu xét nghiệm máu thì chúng ta đã có thể biết được kết quả. Cũng là một thông tin để cho chúng ta có thể nâng cao cái ý thức về cái căn bệnh này và đến xét nghiệm máu sớm nếu như mà nghi ngờ là chúng ta có khả năng lây nhiễm căn bệnh này ạ. Vâng, còn bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện Billy ngày hôm nay. Rõ ràng khi một người mới biết thông tin rằng mình có HIV thì cũng sẽ cùng theo đó dẫn đến những biến chuyển về mặt tâm lý, và cùng với đó là rất nhiều những khó khăn khác ở trong cuộc sống. Vậy làm thế nào để một bệnh nhân HIV/AIDS trải qua quãng thời gian điều trị không tiêu cực, không có những cái suy nghĩ như vậy, thì đó cũng sẽ là phần chia sẻ tiếp sau đây mà chúng tôi mong muốn gửi đến quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mở đầu chuyện Billy Cà Phê ngày hôm nay, chúng ta đã gặp gỡ nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và chị Nguyễn Thị Thành là chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Sim Tím để nói lên câu chuyện thật của mình khi bị nhiễm HIV ra sao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục mạch câu chuyện đó với chị Thành. Lúc phát hiện ra bệnh là chị đã có em bé rồi. Chị có đưa con mình đi xét nghiệm ngay thời điểm đó không? Có. Và kết quả thế nào? Cũng là dương tính. Bé đã chết. Rất tiếc về mất mát của chị. Có một cái câu hỏi tế nhị như thế này cũng muốn chị Thành chia sẻ. Vì sao chị lại có được một cái em bé mà không bị HIV? Làm thế nào để có thể có một cái ca sinh thành công thế? Thì cũng phải tốn nhiều quy trình. Lúc đầu mình định thì là gặp bác sĩ ở trung tâm y tế dự phòng. Bác sĩ tư vấn cho chuẩn bị thụ thai thì mình dùng cái thuốc tiêm để phòng ngừa ấy. Thế mới lại cái gì miễn dịch. Thế xong khi mà chữa thì lại phải tiếp tục thêm 3 lần đi bệnh viện để dùng thuốc đấy để phòng ngừa. Và khi sinh thì là mổ, xong rồi cho con ăn bằng sữa ngoài hoàn toàn. Bây giờ thì các cái bà mẹ có đầy đủ kiến thức hơn để có thể có được một thế hệ tiếp theo khỏe mạnh, an toàn đúng không anh? Câu chuyện này không phải là ít đâu. Bởi vì nó là một cái phương pháp khoa học mà nó rất là nhân văn. Bởi vì bạn ấy đã từng có con và bạn ấy ước mơ có một đứa con. Và bạn ấy chưa từng có con, bạn cũng vẫn có ước mơ có một đứa con. Nhưng mà vấn đề là cái nghị lực của bạn đấy, để bạn ấy quyết tâm ở cái vùng quê đấy và ở cái thời điểm đấy, rất ít người biết cái phương pháp này. Và bạn ấy rất quyết tâm để có cái điều đó. Và từ ngày đấy dường như bạn ấy có nghị lực thêm. Vâng, chắc chắn là phải sống nhiều hơn tất cả những cái năng lượng của mình để mà vì con nữa. Bây giờ nghĩ lại tất cả những câu chuyện cũ, có bao giờ chị muốn thay đổi một điều gì đó hay chị ân hận, chị muốn làm lại một cái điều gì đó không? Lúc chưa có con thì cũng hận nhiều lắm. Thế nhưng mà khi mà có con rồi thì có lẽ là cuộc sống an bài. Có như thế thì bây giờ mình lại có được đứa con này. Thế sức khỏe của chị bây giờ thì sẽ thế nào? Hiện tại thì sức khỏe tốt. Điều trị từ năm 2005, năm nay 12 năm rồi. Vâng. Cái tương lai có khả quan không? Có, khả quan. CD4 rất là cao. Sức khỏe tốt mà. Thành rất là may. Có một ông bố rất tuyệt. Nếu như có một cái gia đình mà kém hiểu biết thì Thành không bao giờ có được cuộc sống như bây giờ. Bố nào thì cũng thương con, cũng kêu mang con thôi. Nhưng hiểu biết vượt qua khỏi cái làng. Tức là con gái mình thì mình kỳ thị gì nữa, mình thương yêu thôi. Nhưng đã bày cho nó những cái cách để có thể sống an vui mà giúp đỡ được người khác. Thậm chí có một thời gian cô này và các thành viên của cô ấy mở cả cái tiệm áo cưới ở địa phương cơ mà. Rất là thời thượng, rất là hay. Các cô này rất là lãng mạn. Và cô đặt tên là Hoa Sim Tím cũng thế thôi. Chính các cô ấy lại truyền cho bọn tôi một cái nghị lực để mình có thể giúp đỡ được người khác. Chị Thành có thể chia sẻ là sau khi cái câu lạc bộ Hoa Sim Tím mở ra thì đã có bao nhiêu người tham gia vào câu lạc bộ và từ đó thay đổi cuộc đời? Lúc đầu tiên để thành lập thì chỉ có 4 người thôi. Nhưng mà được một thời gian ngắn thì thu hút được 11 người. Và hiện tại đến bây giờ thì câu lạc bộ của mình có 39 thành viên tham gia. Nhưng mà bây giờ trong đó thì chỉ còn có 11 người có hát. Và công việc chính là đi tuyên truyền vận động cho tất cả mọi người về nhận thức, đúng không? Vận động, đúng rồi. Mới lại tham gia các cái buổi truyền thông
ở các cái chi hội phụ nữ nông dân rồi trường học trong huyện. Chị đã làm thế nào để thuyết phục tất cả mọi người tham gia vào câu lạc bộ và chia sẻ câu chuyện của mình để lan tỏa những cái điều tốt đẹp và để hạn chế những thế hệ về sau bị nhiễm HIV? Lúc đầu thì cũng có nhiều cái khó. Đầu tiên thì các bạn có hát thì cũng giấu, sợ là con cái đi học này, sợ là đi ra đường, ra chợ người ta dị nghị này. Thế nhưng mà tiền lương rất là nghèo. Không may là mình dựa vào cái số kinh tế mà bên anh Hoàng giúp đỡ để làm nên cửa nên nhà. Thì mình cũng cứ nói với mọi người là biết đâu mà nhờ sự may mắn người ta giúp đỡ cho nó đỡ khổ. Bây giờ bệnh thì đã bệnh rồi. Thế mà những cái người họ đã có ý kỳ thị thì mình có giấu người ta cũng vẫn tìm hiểu để biết. Nên là cố gắng tham gia. Lúc đấy mình cũng thành lập cái câu lạc bộ bây giờ gọi là Bạn Giúp Bạn, để cho những cái người khó khăn tham gia để kêu gọi giúp đỡ cùng. Thế xong thì khi mà được các chương trình biết đến nhiều hơn thì mọi người cũng tham gia, thậm chí là người không có hát, những người mẹ hoặc là người bà hoặc là những người chị em của người có hát cũng muốn tham gia, nhất là để được chia sẻ, được tuyên truyền. Thứ hai là cũng để được hỗ trợ về mặt kinh tế, rồi nói chung là cũng được hỗ trợ về nhiều cái. Với lại đặc biệt là từ khi mà có cái thông tin của anh Hoàng đưa ra về tiền lương mà có nhiều người có hát, thì cũng được nhiều cái tổ chức phi chính phủ tìm đến để mục tiêu là để giúp đỡ cho người phụ nữ có hát, với lại những người mà bị ảnh hưởng bởi hát, làm những cái mô hình dự án, nên là cũng nhiều người tham gia. Và từ đấy là hầu như là ở quê xóa bỏ đi cái hình ảnh xấu về HIV. Tuy nhiên không thể nào nói là hết kỳ thị được, vẫn còn, nhưng mà bây giờ người ta kỳ thị một cách nó văn minh. Nên là kỳ thị văn minh là kỳ thị cũng nào? Có thể là người có hát không biết được, có thể là họ vẫn có cái rào cản chứ không bao giờ mà như người bình thường được, nhưng mà người ta vẫn có ý thức hơn, người ta không như ngày xưa. Ví dụ như ngày xưa mà con cái đến chơi nhà người có hát thì gọi về, mày có biết là nhà đấy bị ép, mày sang đấy thì mày chết à, đó kia. Thế nhưng mà bây giờ ví dụ là người ta có không muốn cho con chơi thì người ta chỉ sao là thôi đi về tắm rửa muộn rồi gì đấy, chứ không bao giờ vỗ vào mặt mình những cái câu nói như cách đây mười mấy năm nữa. Trong trường hợp mà anh có tiếp xúc với những người mà anh biết rằng họ bị HIV thì anh nghĩ là anh có bị kỳ thị hay là có cảm giác là muốn xa lánh họ không ạ? Có. Anh phải có phần sợ hãi rồi. Thì căn bệnh đấy gọi là căn bệnh thế kỷ rồi. Cũng sợ, nói chung là sợ. Cái quá khứ là kiểu thế, có cái thời kỳ mà nó bị lở loét hết mặt rồi đấy. Thế xong rồi bây giờ lại thấy nó bình thường, xong rồi lấy vợ sinh con bình thường. Chứng tỏ là cũng không có gì là ghê gớm lắm. Thế nhưng đối với các con, các cháu chị, bản thân các con nghĩ như thế nào về cái căn bệnh của mình? Các con, các cháu thì chưa bao giờ mình nói và cũng chưa bao giờ các con hoặc cháu nói gì về cái vấn đề đấy cả. Bởi vì ở nhà trường bây giờ cũng được cái rất kín đáo, không bao giờ lôi ra những cái chuyện đấy. Chỉ có khi nào như là cấp 2, cấp 3 thì mới có những cái buổi để mời tham gia các cái chương trình về người có hát. Nhưng nó có ảnh hưởng tâm lý đến các con, các cháu của chị hay không? Không, hiện tại thì hoàn toàn không, như bình thường. Con do gia đình chị giấu hay là không giấu? Được cái con mình cũng ngoan, ưa nhìn các cô, rồi các bạn cũng rất mến, thành ra là cháu đi học không có cái gì vướng mắc cả. Chúng tôi thực sự mong là cháu sẽ có một cuộc sống an toàn, thành công và hạnh phúc với một người mẹ cực kỳ dũng cảm và kiên cường. Cũng rất là may nữa là địa phương đấy, mặc dù là cái xã thuộc loại xa nhất của cái huyện, rất là xa của tỉnh Phú Thọ, nó là miền núi rồi, nó giáp với Yên Bái rồi, thế nhưng mà cán bộ xã cũng rất là hiểu biết. Có những cán bộ y tế nhé, còn bị người ta tấn công khi mà vào xét nghiệm cho những người HIV, sau đó phải dùng chống phơi nhiễm HIV, và sau đó thì cả cái thị trấn Cẩm Khê, thị trấn Đông Phú lúc đấy còn không dám đến cái phòng khám của ông để khám nữa cơ mà. Tức là họ cũng là nạn nhân, và họ dù là nạn nhân của HIV từ Quảng Ninh về như vậy, nhưng chính họ cũng đã rất anh hùng để cứu những người này. Và chúng tôi hy vọng rằng không chỉ là những người đứng ngoài mà cả những nạn nhân của những câu chuyện này nữa hãy cũng dũng cảm đứng lên để chia sẻ câu chuyện của mình, để cho chúng ta không còn phải ngồi đây với nhau và để nói với nhau về những câu chuyện đau lòng như thế này một lần nào nữa. Và chúng tôi hy vọng là câu chuyện này trong ngày hôm nay nó sẽ tác động đến một ai đó, một nhóm người nào đó, để chúng ta có thể phần nào thay đổi góp tiếng nói của mình để làm giảm những bi kịch mà chúng ta đang nhắc tới. Xin được cảm ơn hai vị khách.
Vâng, thưa quý vị, quả thật là một câu chuyện Billy Cà Phê đọng lại nhiều cảm xúc và vô cùng cần thiết ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, có rất nhiều những bệnh nhân có hát nhưng vẫn có thể sống khỏe mạnh được hàng chục năm trời, và họ cũng đã chia sẻ những bí quyết, những kinh nghiệm của mình. Yếu tố đầu tiên đó chính là yếu tố tinh thần. Người có hát thì rất nên vượt qua cái cảm giác suy sụp, lo lắng ngay lúc đầu khi mới biết tin mình nhiễm bệnh, mà thay vào đó chúng ta hãy giữ một cái tinh thần lạc quan, vui vẻ. Vì chỉ có lạc quan thì chúng ta mới có được một cái tinh thần tốt, mới có thể ăn uống đủ và có được một sức khỏe ổn định để từ đó có thể chiến đấu, chống chọi với căn bệnh của mình. Vâng ạ, yếu tố thứ hai cần phải nhắc tới ngay đó chính là kiến thức, và đặc biệt là những kiến thức liên quan tới việc phòng tránh những bệnh cơ hội.